biết là Hải Vân có thường xuyên thay nhớt cho xe của mình hay không? Có chứ Lan Nhi, đây là một việc rất là thường xuyên và cứ canh đồng hồ thấy 1.000 km là mang xe đi bảo trì ngay và thay nhớt luôn. Phải chăm sóc nó thật kỹ vì nó là bạn đường đắc lực nhất của mình mà. Vâng à, đúng là như vậy. Liên quan đến chuyện thay nhớt cho xe thì Lan Nhi chắc chắn là quý vị và Hải Vân sẽ phải rùng mình khi nghe thấy số lượng khủng nhất thải được tái chế lại của một cơ sở hoạt động không giấy phép ở thành phố Long Xuyên vừa bị Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh An Giang phát hiện ngay sau đây. Trước đó, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phối hợp cùng Công an thành phố Long Xuyên tiến hành kiểm tra phát hiện một cơ sở tái chế nhớt thải thuộc loại chất thải nguy hại tại khu vực tổ 1, khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, do ông Võ Văn Chí, sinh năm 1961 làm chủ, thì phát hiện 270 lít dung dịch dầu phụ gia thành phẩm đang trong giai đoạn làm nguội. Trên hai chiếc ghe cặp lò nấu có chở hai bồn chứa khoảng 6.000 lít nhớt thải, cùng nhiều máy móc thiết bị phục vụ cho việc nấu tái chế nhớt thải của ông Chí. Tiếp tục kiểm tra khu vực thu mua và lọc nhớt cặn của ông Chí tại tổ 4, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, tổ công tác phát hiện trong cơ sở đang lưu giữ 47.500 lít nhớt thải được chứa trong các bồn và thùng phì. Qua làm việc, ông Chí khai nhận số nhớt thải trên được ông thu gom tại các điểm sửa chữa xe trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thu mua của những người khác vận chuyển đến cơ sở bán lại cho ông. Sau đó, ông dùng ghe vận chuyển đến lò nấu để tái chế. Một trong những tác hại trực tiếp của việc thay nhớt xe kém chất lượng gây ra đó là dẫn đến sự hỏng hóc của hàng loạt những bộ phận khác trên xe, thậm chí rất dễ gây nên những hiện tượng như là cháy nổ hay là chập. Vì thế quý vị hãy cố gắng mua thay hoặc bảo trì xe ở những đại lý uy tín và nơi mà quý vị có thể trải nghiệm về chất lượng nhiên liệu tại đó. Điều này sẽ giúp quý vị an tâm về phương tiện, đặc biệt là động cơ xe.